cảnh giác trước âm mưu đê hèn của các thế lực thù địch giữa đại dịch. Thời gian qua, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch COVID-19 trong nước, các tổ chức phản động lưu vong Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng số đối tượng chính trị trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện âm mưu, ý đồ chống phá, số đối tượng chống đối tăng cường sử dụng không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội Facebook, kênh chia sẻ video YouTube, các nhóm hội anh em dân chủ, thanh niên công giáo, trang Facebook cá nhân Nguyễn Văn Đài, thực hiện chiến dịch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Các đối tượng liên tục phát tán những bài viết, hình ảnh, clip xuyên tạc, vu cáo cho rằng chính quyền chưa có sự hỗ trợ kịp thời cho người dân. Việc chưa triển khai tiêm chủng vaccine rộng rãi bằng nguồn vốn từ quỹ vaccine sẽ khiến cho dịch bệnh lây lan ngày càng rộng. Người dân sẽ không được tiếp cận, sử dụng theo đúng mục đích của quỹ vaccine mà phải bỏ tiền để mua vaccine. Số đối tượng cầm đầu tổ chức phản động Việt Tân giáo diết sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải hàng loạt các bài viết xuyên tạc công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta, cho nhà nước kiếm cớ trì hoãn việc tiêm chủng vaccine mở rộng. Chính quyền Việt Nam nhiều lần tuyên bố triển khai các gói cứu trợ, tuy nhiên trên thực tế thì người dân chưa nhận được một sự hỗ trợ đáng kể nào. Chúng còn phát động chiến dịch vận động cho người dân trong nước, yêu cầu viết thư kiến nghị với các cấp chính quyền để đòi hỗ trợ khẩn cấp, chỉ đạo các đối tượng đồng loạt thay đổi ảnh đại diện Facebook cá nhân với khẩu hiệu dân cần vaccine và bánh mì để tăng cường kích động tư tưởng chống đối chính quyền. Các tổ chức phản động lưu vong còn có ý đồ thông qua mạng xã hội kêu gọi các gia đình trong khu vực phong tỏa, cách ly, hết lương thực thì treo một mảnh vải lớn trắng trước cửa với thông điệp cờ trắng tôi cần lương thực, nhà nào có trẻ nhỏ đang cần sữa thì treo một mảng lớn màu xanh trước cửa với thông điệp cờ xanh con tôi cần sữa. Từ những tín hiệu trên, các đối tượng của tổ chức phản động Việt Tân sẽ nhận diện. Đáng chú ý, Việt Tân sau đó có ý đồ triển khai kế hoạch, hành động khẩn cấp hướng về quốc nội nhằm tập trung lực lượng để tăng cường hoạt động chống phá vào trong nước giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Một mánh khóe khác của các tổ chức phản động là tích cực dùng mạng xã hội để cắt ghép nhiều hình ảnh, đưa ra những thông tin bịa đặt nhằm đến bộ phận quần chúng còn mù mờ về truyền thông, nhận thức còn hạn chế, hòng gây tâm lý hoang mang, bất ổn cho quần chúng. Các thành viên của Việt Tân còn cố tình trắng trợn xuyên tạc việc giãn cách xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng xuyên tạc rằng việc thực hiện siết chặt giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp sai lầm phi khoa học, cho rằng quyết định này sẽ là một thảm họa, không thể coi chống dịch như chống giặc. Virus nó vô hình, lan truyền trong không khí, việc chốt chặt, lập hàng rào thép gai, nhốt dân, làm sao ngăn chặn được virus mà để tra tấn dân, từ đó vu cáo cách làm này chỉ làm dịch lan rộng. Dân chưa chết vì dịch bệnh, đã chết vì đói. Bên cạnh đó, chúng liên tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật về vaccine Verocell của Trung Quốc. Trong những ngày qua, chính phủ đã huy động mọi nguồn lực ngoại giao, điện đàm cho chính phủ hàng chục quốc gia trên thế giới, với những nỗ lực đưa tối đa lượng vaccine tiếp cận đến toàn dân, trong khi nguồn vaccine đang khan hiếm. Vaccine Verocell là một trong số các nguồn đó. Mặt khác, loại vaccine này trước khi nhập về Việt Nam đã được kiểm định kỹ lưỡng độ an toàn, chứng nhận đạt hiệu quả về bảo vệ trước virus COVID-19 đến 78,2%. Nhiều nước trên thế giới đã tiêm, điển hình là UAE, cũng ưu tiên tiêm vaccine Verocell cho hầu hết người dân. Campuchia cũng đã sử dụng loại vaccine này để tiêm cho hơn 70% dân số và cơ bản khống chế được dịch bệnh. Bọn phản động còn sử dụng mạng lưới cơ sở trong nước, lấy danh nghĩa người dân để kích động, tuyên truyền xuyên tạc. Với tính cấp bách trong chiến dịch tiêm chủng toàn dân nhằm nhanh chóng bảo vệ người dân thoát khỏi dịch bệnh, thủ đoạn đê hèn này của chúng không chỉ gây khó khăn cho chiến dịch tiêm chủng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, tính mạng của người dân khi không kịp thời tiếp cận vaccine. Tất cả chỉ là sự xuyên tạc phiến diện của những kẻ bán nước cầu vinh. Tin rằng với những âm mưu, thủ đoạn nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng, đất nước Việt Nam yên bình, yêu quý của chúng ta rơi vào thảm cảnh khổ đau của Việt Tân và các thế lực thù địch sẽ không thể và không bao giờ làm thay đổi được sự bền chặt của ý đảng lòng dân, của lý tưởng, nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm, truyền thống tốt đẹp của cách mạng Việt Nam.